Ô đây là mọi người, một cái mâm cúng nè, hai lon bò cụng, một hộp sữa, một mâm giấy tiền vàng mã luôn. Đó mọi người nghe không? Ngứt. Cái gì vậy? À, mến chào chú anh chị và các bạn, rất là vui gặp lại mọi người trong video mới tiếp theo hôm nay của Hoàng nha. Hiện tại mình đang có mặt ở Định Quán Đồng Nai. Thì mấy ngày vừa qua có rất là nhiều bạn đã nhắn tin và gọi điện thoại cho mình á, bảo mình về đây để quay và chia sẻ cho mọi người về một cái ngôi nhà bỏ hoang rất là ớn lạnh luôn. Hiện tại cái ngôi nhà nằm bên kia đường đó mọi người. Thì mọi người chia sẻ cái ngôi nhà này chủ nhà bỏ hoang cũng 4-5 năm nay rồi. Bên trong ngôi nhà người ta trấn yểm gì rất là nhiều bùa chú. Đặc biệt là thời gian gần đây á, mọi người ban đêm vào đây tụ tập rồi cúng kiến trong đó rất là nhiều. Đoạn đường này xe cộ qua lại rất là đông luôn các bạn. Đó, trước mắt các bạn bên kia đường á là một cái ngôi nhà cũng khá là khang trang nha. Nhưng mà chủ nhân hiện tại là bỏ hoang rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp cận cái ngôi nhà vào bên trong để chia sẻ cho các bạn xem cái ngôi nhà như thế nào mà người ta cho rằng một cái ngôi nhà bên trong cũng khá là ớn lạnh. Đây là cổng ngôi nhà này các bạn. Thì mấy bạn nhắn tin cho mình nói có nhiều bạn vào đây chơi buổi trưa thì nghe phát ra nhiều âm thanh lạ, rồi mọi người bỏ chạy luôn. Nghe những tiếng chọi đá, rồi cái tiếng nước chảy róc rách ở phía sau nhà bếp á. Đặc biệt là người ta chia sẻ ban đêm ở trong đây người ta vào đây cúng kiến cái gì rất là nhiều. Vì thế các bạn cũng sợ và cho rằng cái ngôi nhà có nhiều cái hiện tượng tâm linh. Muốn mình đến đây chia sẻ mình cũng không biết như thế nào đâu mọi người. Đây nè, thì đứng trước ngôi nhà đồ sộ thì các bạn cũng thấy hiện tại cửa nẻo không còn nữa, có lẽ là bị trộm cải lấy hết rồi. Trước thềm có vài dép, có dép phụ nữ, rất là nhiều mảnh kính vỡ luôn, chứng tỏ là ngôi nhà này bị trộm cải phá hết rồi. Mình không biết như thế nào mà người ta nói rằng bên trong ngôi nhà này á, trấn yểm rất là nhiều bùa chú. Ui, đây nè các bạn, không biết người ta vẽ cái gì á, lên trên nhà rất là nhiều luôn. Đằng đây nữa nè, người ta vẽ những ký tự gì á, nhìn rất là lạ luôn các bạn. Đây nè mọi người, nhiều lắm luôn. Ui bên kia nữa kìa, chút xíu nữa mình qua bển để mà chia sẻ cho các bạn xem kìa, bên kia nhiều lắm nha. Người ta nói ban đêm trong đây mọi người tụ tập cúng, không lẽ cầu cơ sinh số mọi người. Ui, bên trong cái phòng ngủ kìa, các bạn xem kìa, người ta vẽ cái gì rất là nhiều luôn. Mình không biết là đây là những cái hình vẽ nghệ thuật, những cái hình vẽ graffiti hay là người ta vẽ những cái hình, những ký tự này với cái mục đích gì mọi người. Nhìn rất là lạ luôn. Ôi bên đây nữa nè, nhiều lắm luôn mọi người. Những cái con số mình thấy rất là bí ẩn. Thì đây là một trong những lý do mà các bạn muốn mình đến đây để mà ghi hình chia sẻ cho mọi người về một cái ngôi nhà mà các bạn cho rằng là một cái ngôi nhà cũng khá là tâm linh. Thật hư câu chuyện như thế nào thì mình cũng không có biết. Hôm nay mình đến đây để chia sẻ cho các bạn xem cái ngôi nhà này bên trong như thế nào. Như bên ngoài nè các bạn xem nè, một phần đất rộng lắm các bạn, bên kia kìa, khu vườn rất là rộng luôn. Mà một cái ngôi nhà đẹp như thế này mà tại sao người ta lại bỏ đi?
Ui, mọi người ở bên dưới nè, thì người ta nói ngôi nhà này á, ban đêm mọi người vào đây cúng, đây nè, giấy tiền vàng mã người ta đốt nè, nhiều lắm luôn. Ngoài đây có mùng nữa nè. Mùng màng, quần áo phụ nữ. Như đây là một cái tô mì. Ui rất là nhiều luôn mọi người ơi, đây nè. Người ta vào để ăn uống cúng kiến rất là nhiều luôn. Cái ngôi nhà bên trên á thì La Phong hiện tại bây giờ không có còn nữa. Cái cành thạch cao á người ta đập phá hết luôn à. Ui, ở nhà dưới mình thấy người ta cúng cái gì nhiều lắm. Bắt đầu mình cũng thấy lạ lạ trong ngôi nhà này rồi. Đây là một cái phòng ngủ. À, phía sau một cái phòng ngủ nữa. Hai phòng ngủ. Giày dép phụ nữ rất là nhiều luôn các bạn. Trong đây không biết cái phòng này cái gì mà tối om mà mọi người. Ôi, không biết đây là một cái bao gì nữa. Giày dép phụ nữ nè. Ui, hồi phân dơi quá mọi người ơi. Đây có một cái áo khoác. Một cái áo khoác phụ nữ máng đây nữa nè. Ở ngoài kia thì các bạn thấy rất là nhiều ký tự vẽ ở trên vách luôn. Chỗ này lại có một cái áo còn rất là mới luôn. Một cái áo jean của áo khoác phụ nữ. Đằng đây có một cái bao gì mọi người. Giày dép phụ nữ trong ngôi nhà này rất là nhiều luôn. Đặc biệt là mình nghe hôi phân dơi lắm. Cái gì trong đây vậy ta? Không biết cái gì trong cái bao này mọi người. Ui, một cái bóng đèn. Một cái bóng đèn rồi. Bọc gì ta? Một cái bọc đường cát. Kiến nó chui vô rất là nhiều luôn. Vậy là chứng tỏ cái ngôi nhà này á, như các bạn chia sẻ ban đêm á, người ta vào đây tụ tập cúng kiến, không biết làm cái gì. Ô đây nè mọi người, một cái mâm cúng nè, hai lon bò cụng, một hộp sữa, một mâm giấy tiền vàng mã luôn, ba cây nhang kìa, ô ba ngọn nến. Mình không biết đây là người ta cúng cái gì mọi người. Hình như cái này là cúng chỉ mới một hai ngày này thôi. Những cái đồ cúng này còn rất là mới luôn. Đây nè các bạn, người ta cúng cái này cúng cái gì vậy mọi người? Tại sao người ta lại cúng giữa căn phòng như thế này? Không biết trước kia là cái ngôi nhà này đã từng xảy ra chuyện gì, hay là mọi người thấy một cái ngôi nhà hoang rồi vào đây cúng cầu cơ sinh số? Có lẽ là như vậy á mọi người. Những cái đường điện bị đục lấy ra hết rồi mọi người. Một căn nhà rất là đẹp luôn nhưng mà bỏ hoang chỉ vài năm thôi. Trộm cải lấy sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ vào căn phòng này xem như thế nào. Nhà này rất là nhiều phòng nha. Ngay chỗ nhà vệ sinh này, ui có rất là nhiều đồ luôn mọi người ơi. Trong đây nè, trong cái nhà vệ sinh nè, quần áo của ai đó treo lủng lẳng trong đây rất là nhiều luôn mọi người. Trời ơi, bên đây nữa, ui, đồ phụ nữ,
võng, rồi có chăn ra mền gì tùm lum hết mọi người. Đây nè, dài dép, có cả nội y nữa, đồ lót vú xua luôn. Một cái võng màu xanh đây nữa nè. Chỗ này mình thấy có một cái tấm màn, có lẽ là ban đêm người ta ngủ á, người ta muốn kín đáo cho nên người ta kéo cái tấm màn này lại nè. Có lẽ là một người vô gia cư nào đó, có cả phụ nữ nữa các bạn. Mình thấy cũng khá là lạ trong ngôi nhà này. Ui, đi ngang cái chỗ mà người ta cúng chỗ này á, mình cũng có một cảm giác rần rợn gai ốc của mọi người. Thì đây là một trong những cái lý do mà các bạn khi vào đây chơi thấy những cái cảnh tượng như thế này nè, rồi mọi người cũng sợ. Các bạn cho rằng đây là một trong những ngôi nhà có điều gì đó tâm linh. Cho nên mọi người cũng muốn mình đến đây để mà quay chia sẻ cho các bạn xem. Lúc nãy thì mình vào cái phòng này nè, có đường, quần áo, bịch đường, quần áo. Trong phòng này thì không biết có gì là không nữa mọi người. Ui, cũng rất là nhiều luôn. Mình thấy có hoa khô. Ui, cái phòng này phân dơi kinh khủng luôn các bạn. Đây nè. Cái phòng này phân dơi nực nồng luôn. Mọi người nhìn thấy nè, một cái lớp phân dơi dày đặc luôn. Ban ngày nó bay ra ngoài hay sao mọi người? Bên trên mình không thấy con nào hết trơn, mà tại sao bên dưới phân dơi kinh khủng luôn? Thì bao nhiêu đây thôi, mọi người cũng thấy là cái ngôi nhà này bỏ hoang bao lâu mà chứa bao nhiêu đây phân dơi. Còn đây nè, hoa, những đồ cúng mọi người á, cúng xong rồi vứt búa xua luôn, mì gói. Bây giờ mình sẽ đi ra sau nhà bếp. Ở trên cái vách tường này có treo một cái bọc gì vậy ta? Một cái bọc gì á, mà nhìn thấy nước trong đó nó đen ngòm mà, nhìn thấy ớn lắm mọi người. Lại tiếp tục có một cái đôi giày của phụ nữ. Đây là đường ra phía sau nhà bếp của căn nhà này. Ôi, phía sau này cũng cải phá ra hết rồi. Bên trên có một điều thấy rất là lạ là cái kèo sắt bên đó, tại sao nó chỉ có một đoạn thôi mọi người. Nó không có đủ như bên đây, mà nó chỉ có từ trên xuống đó một đoạn này là hết rồi. Nếu mà người ta trộm cắt thì cắt hết chứ ai mà cắt một đoạn gì kỳ ta. Đây là có lẽ là phía sau nhà vệ sinh. Đây có hai cái nhà vệ sinh. Ui, chỗ này được quét dọn rất là sạch sẽ các bạn. Này, chỗ này nè, người ta quét dọn lùa tắp qua một góc này nè. Không lẽ tối có người ngủ chỗ này. Có một cái áo màu đỏ ở đây nữa nè. Một cái áo thun màu đỏ. Đây là hai cái căn phòng vệ sinh. Để mình quay cái phía sau khu vườn cho các bạn xem nha. Nhà này khu vườn rộng lắm. Đó mọi người, đây nè, khu đất rất là rộng luôn. Một cái khu vườn rất là rộng luôn. Mình không hiểu sao mọi người nói trong căn nhà này á, khi mà vào đây chơi buổi trưa thì nghe những cái tiếng nước chảy róc rách ở trong phía sau nhà, những khu nhà vệ sinh. Rồi mọi người, ủa cái gì vậy ta, mọi người nói là cái ngôi nhà là liên tục phát ra âm thanh lạ. Đây có lẽ là cái đường đi ra phía sau nhà đó. Ôi mọi người nghe không, khi mà mình đi tới cái đoạn này á, mình lắng tai mình nghe kỹ á, hình như có cái tiếng nước chảy
Đó mọi người. Ủa đâu vậy ta? Đây là cái phòng. Ui, nổi hết da gà mọi người. Rất là nhiều quần áo, đặc biệt là đồ lót. Trời ơi, rất là nhiều đồ lót phụ nữ trong căn phòng này luôn. Gì vậy? Cả nhà nghe không? Cái gì trời? Giống như ai chọi đá lên nóc nhà hả mọi người? Mình đang ở trong cái phòng này, tự nhiên một cái đùng. Cái phòng này nhỏ xíu à mọi người. Cái phòng ngủ này á, nếu mà mọi người để hai cái giường ngủ là bích chịch luôn á. Đó đó đó. Cái gì ta? Mình nghe cái âm thanh lạ rõ ràng luôn mọi người. Cái gì mà gõ cộp 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 cộp? Đâu rồi ta? Ôi trời, đừng có hù mình chứ. Kỳ vậy mọi người. Nãy giống như có ai chọi đá, giống như có ai chọi đá lên nóc nhà. Rồi liên tục 2-3 tiếng sau nữa. Tiếng đầu tiên thì giống như là cục đá chọi nóc nhà, tiếng sau thì mình nghe lợp cợp trong phòng á. Đâu có ai đâu trời. Để đi ra phía sau vườn coi. Đây là phía sau nhà. Đâu có ai đâu ta. Kỳ vậy mọi người. Mình cũng tức cái mình. Xem coi có ai đó chơi giỡn kỳ. Đâu có đâu mọi người. Đây là phía sau nhà nè. Ui, ông đóng bích trên đó luôn. À, các bạn thấy cái ngôi nhà này có gì đặc biệt không? Ở trên đó đó, những cái hoa văn mình nhìn thấy cũng khá là lạ nha. Giống như những ngôi nhà của người Khmer. Đây nè. Có nhiều cái họa tiết mình thấy cũng lạ lạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào trong nhà để chia sẻ cho các bạn xem ở phía bên nhà dưới nha. Nãy giờ thì mình quay cái khu nhà trên, phòng ngủ nhà trên, nhà tắm. Còn đây, căn phòng bếp của ngôi nhà rất là lớn luôn các bạn. Chỗ này mình thấy có quần áo phụ nữ nè. Cái bếp này đập ra hết rồi. Căn phòng bếp rất là rộng luôn mọi người. Chỗ này là lại có một cái bộ đồ đây nữa. Bên hông hè hiện tại bây giờ cỏ đầy hết luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên nhà trên. À, đi lên ngay chỗ cái nhà phía trên nó có cái chữ L nè. Đây là căn nhà dưới. Cái gì vậy? Chị mới làm cái cướp luôn trời. Ngộ vậy. Gì vậy? Giống như ai chỗ đá rồi trời.
thực chứ. Giờ này cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa rồi. À, các bạn xem nè, ở đây mình thấy có một đống lửa rất là to luôn, chứng tỏ là mọi người ban đêm tụ tập thường xuyên ở đây nấu nướng cúng kiến trong ngôi nhà này nè. Ui, cái vách tường này họ vẽ cái gì mà dữ thần người ta. Đây là mọi người, các bạn xem những ký tự này xem có biết hay là không nha. Nhìn thấy chóng mặt luôn, rất là nhiều luôn á cả nhà ơi. Đây nè, ui đây nè, còn ở chỗ này những cái ký tự vẽ xong á giống như là hình một cái con người vậy đó. Lúc nãy mình có gặp một cái bà cô đi ngang đây, mình hỏi thăm cô á, cái ngôi nhà này tại sao bỏ hoang. Rồi cô nói cô cũng không biết nữa. Rồi mình mới hỏi thăm là ngôi nhà này bên trong có gì là không. Cô nói tao không biết cái gì bên trong mà người ta vẽ bùa chú, rất là nhiều bùa chú trấn yểm cái gì trong đó. Hay là con nít nó vô nó vẽ cái gì trong đó mà đầy trong ngôi nhà luôn. Nhìn thấy sợ lắm, tao kế bên đây không bao giờ tao dám đi qua. Cho nên là cô cũng không biết là cái ngôi nhà này như thế nào. Nhiều lắm luôn các bạn, vẽ đầy hết trơn luôn nè. Từ trên xuống tới dưới, quần áo vương vãi khắp nơi luôn. Đây là cái sảnh mặt tiền của ngôi nhà. Một cái ngôi nhà khang trang rất là đẹp luôn á mọi người. Tiếc có điều là không ai ở rồi, người ta vô đây trộm đập phá hết toàn bộ rồi. Đứng từ chỗ này thì các bạn cũng thấy những cái hoa văn họa tiết á, người ta vẽ cũng rất là nhiều đó mọi người. Chỗ nào cũng có hết trơn. Hết rồi. Nãy giờ thì mình cũng đã đi xung quanh giáp cái ngôi nhà này rồi. Mấy cái mảng tường đó nhìn móc meo ghê quá các bạn. Ở cái ngôi nhà này cũng chỉ có vậy thôi. Không biết vào ban đêm như thế nào, nhưng mà hiện tại gần 11, 12 giờ trưa như thế này á, thì mình đi ngay cái đoạn chỗ này nè, phía sau ngôi nhà mọi người. Đó cả nhà nghe không? Tại sao có tiếng giống như là tiếng nước chảy mọi người? Đâu làm cái phịch xuống nữa vậy? Giống như là cái tiếng nước chảy mọi người. Đó các bạn, để mình đứng im lắng lắng tai nghe nha. Cả nhà nghe không? Cái tiếng nước chảy rõ ràng luôn. Rồi hết rồi. Đó, kỳ vậy ta. Lẽ tôi đi ra mọi người ơi. Ui, những cái dấu tay kìa, những dấu tay nó cào trên tường kìa, đằng kia nữa kìa mọi người, rất là nhiều dấu tay cào trên tường, sợ thiệt. Khi mà buổi trưa mình vào cái ngôi nhà này á, mình không biết như thế nào mà mình nghe âm thanh rất là lạ mọi người. Đó, các bạn nghe nước chảy không? Đó. Đó, mình lắng tai mình nghe nước chảy róc rách mà mình không
mình tìm không ra. Chút xíu nó ngưng lại mọi người. Đó, nghe nước chảy rõ ràng luôn. Đó, mọi người nghe không? Nước. Cái gì vậy? Cái gì trời? Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Cái gì trời? Ui, thấy ghê các bạn. Ui, thôi đi ra mọi người ơi. Nè, có tiếng chọi đá rõ ràng luôn. Hình như có ai đó chọi mình á. Mình đang đứng đây nói chuyện với các bạn thì tự nhiên đâu sau lưng nó chọi một cái rổn, mình không biết chỗ nào nữa. Mình nghe chọi một cái rổn rõ ràng luôn. Rồi, tiếng nước hết chảy luôn rồi. Ui, thôi đi ra mọi người ơi. Ui, cả nhà xem nè. Ui, sao ngộ vậy ta? À, lúc nãy hình như chỗ đầu cúng này có ba cái đèn cầy phải không mọi người? Nhưng mà bây giờ đâu rồi? Có không các bạn? Không lẽ đầu óc mình lú lẫn ta? Hình như lúc nãy mình vô cái chỗ mâm cúng này nè, có ba ngọn nến chỗ này nữa. Trời ơi, mày giờ mất tiêu rồi các bạn. Đây nè. Sao ba ngọn nến mất tiêu rồi? Ôi trời, thôi đi ra mọi người. Thôi đi ra mọi người. Gì lạ hết trời. Vậy là có ai đó vào đây. Ai đó vào đây chọi mình. Chứ không phải ma cỏ gì đâu. Rồi sẵn họ lấy ba cái đèn cầy luôn rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ra thôi mọi người. Ai đó chọi đá mình đứng đây hồi lỗ đầu nữa. Thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn và điện thoại của các bạn muốn Hoàng về đây để chia sẻ một cái ngôi nhà bỏ hoang, bên trong nhiều ký tự lạ, và đặc biệt là ban đêm người ta cúng, không biết cúng cái gì, cho nên các bạn sợ, cho rằng ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà tâm linh ở Đồng Nai. Thì cảm ơn các bạn đồng hành cùng Hoàng nãy giờ trong clip này, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những ngôi nhà bỏ hoang có những cái điều gì mà nó kỳ thú, và khám phá những cái ngôi nhà mà người ta cho rằng rùng rợn, để mà thỏa mãn cái tính hiếu kỳ tò mò của mọi người. Bây giờ có lẽ là Hoàng sẽ dừng clip đây để tiếp tục hành trình tìm những địa điểm mới, những cái ngôi nhà hoang, những địa điểm tâm linh tiếp theo để chia sẻ cho các bạn xem. Còn bây giờ thì Hoàng xin chào chú anh chị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye, xin chào mọi người nha. Đi ra thôi các bạn ơi. Ngôi nhà này nằm cặp quốc lộ thôi mọi người. Một vị trí cũng khá là đắt đỏ nha. Không hiểu sao người ta bỏ hoang, tiếc thiệt.